Em cũng kén. Em cũng kén nữa hả? Em kén làm sao đâu, hay là đâu em nói cái mẫu người lý tưởng của em coi, em muốn tìm người bạn gái làm sao? Chân thành. Chân thành. À, chí hướng làm ăn thôi. Chí hướng làm ăn. Có nhiêu đó thôi, có tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Ngoại hình đẹp cũng được. Đẹp cũng được, ai mà đẹp mà không được trời. Dạ, chào chị. Hello chị em bây giờ. Ừ đúng rồi chị Cát Tường. À, đợi chị Tường xíu, bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái cũng mà đến hẹn hò với mình hôm nay vào nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, à, bây giờ chị mở mặt nạ giùm em. Bạn trai ơi, mở mặt nạ được rồi nha. Dạ. Ok. Chào chị. Hello em. Giờ hai bạn giới thiệu về mình đi. Em gái giới thiệu trước đi nè. Em chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Và bạn trai bên kia, em tên là Tạ Thị Lý. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non. Em đang sống và làm việc ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, quê mình ở đâu? Quê em ở Vĩnh Phúc, ngoài Bắc á chị. Vĩnh Phúc, em vào đây lâu chưa? Em vào đây được 14 năm rồi chị. 14 năm? Dạ. Mình đang ở với ai? Em đang ở với lại gia đình của em, ba mẹ. À, dạ đang làm cô giáo dạy mầm non. Dạ. Quá tuyệt vời, mời em trai. Em tên Phạm Văn Phúc. Hiện tại đang làm việc kinh doanh buôn bán thiết bị máy văn phòng tại ở Gò Vấp. Máy văn phòng là máy gì? Cho thuê máy photocopy nè. À, cho thuê photocopy. Rồi, mình đang sống với ai đó? Sống mình ơn à. Sống mình ơn à. Quê ở đâu? Ở miền Tây. Hèn chi sống của mình ơn à. Miền Tây là khúc nào? Ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Rồi bây giờ lên đây là nãy em nói ở thuộc quận mấy? Ở quận Gò Vấp. Gò Vấp. Rồi, người Gò Vấp, người Hóc Môn gần sạch à, Gò Vấp gần nhà tôi đó, chạy qua Hóc Môn 15 phút à. Rồi, bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là người khá là nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ, hay cười cũng gọn gàng. Gọn gàng. Cái điểm yếu? Điểm yếu của em là em hơi vụng về một xíu. Cái gì mới gọn gàng rồi, vừa qua vừa bụng. Không vụng về, ví dụ như là công việc, ví dụ như là bếp núc này kia thôi. À. Và ít ngủ. Một ngày ngủ mấy tiếng? Ngày em ngủ khoảng chừng 4-5 tiếng thôi chị ạ. Ủa sao làm gì mà ngủ ít vậy Cương? Không mệt hả? Không phải, tại vì em không biết nữa nhưng mà em không ngủ được chị ạ. Khuya mấy giờ, tối là mấy giờ ngủ, sáng mấy giờ thức? Không, 12 giờ ngủ hơn. Còn mấy giờ thức? 4-5 giờ em dậy. Ủa dậy sớm làm gì cơ, rồi lúc đó dậy làm gì? Thì em dậy em chỉ mở nhạc em nghe thôi chị. Rồi cả ngày đi làm có thấy mệt mỏi trong người không? Đi làm thì cái môi trường của em thì con nít nhiều á chị. Mình vận động cũng không mệt lắm đâu chị ạ. Ở nhà thì thấy mệt hơn chứ còn đi làm thì em cũng thấy mệt. Ồ, hay quá ha, ngày ngủ có 4-5 tiếng à cưng. Ngày cứ ngủ mấy tiếng? Em hả? Lúc buồn thì ngủ suốt à. Lúc vui thì ít ngủ. À, rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu thì hay nói chuyện chọc lóc không? Nói chuyện chọc lóc. Điểm mạnh? Điểm mạnh là tối ngày đi làm việc à. Coi như là chăm chỉ trong công việc. Rồi, cô giáo là do giọng mình là do khan tiếng hay là do la hét quá mà nó khan tiếng hay là giọng mình nó như vậy? Lúc trước á, em chưa làm thì cũng khan khan một tí. Nhưng mà bây giờ làm nhiều quá chị. Phải nói lớn mấy bé mới nghe. Phải nói lớn, tại mức độ mà một cô mà quản mà 20 bé. Cái mức độ mà 20 đứa bé mà nó cùng la, nó cùng hét á. Là mình cũng phải theo mấy đứa bé luôn. Rồi, áp lực công việc cũng dữ ha. Thế còn tình trường thì sao? Tình trường thì em có hai mối tình. Dạ, mối tình thứ hai em mới chia tay. Đến tháng năm này là được tròn một năm chị ạ. Tròn một năm rồi. Dạ. Lý do chia tay thì lúc đó tụi em quen cũng được 2.5 gần 3 năm. Thì chỉ đến hôm đấy thấy anh đã nói với em là mình không hợp. Với lại anh cũng hết tình cảm với em rồi. Nên là hai đứa chia tay. Tự nhiên không hợp với chia tay. Dạ, anh đó là em nghĩ là cái lý do thôi. Thế là tao có người khác không? Em cũng nghĩ là như thế, tại vì sau chia tay em cũng không còn liên lạc. Đâm ra là theo em nghĩ là như thế. Sao thời gian nay không có ai đeo đuổi, không quen ai? Cũng có nói chuyện một vài người nhưng mà em nghĩ chưa có đủ mà để thuyết phục hai đứa cùng quen nhau á chị. Còn em, tình trường sao rồi? Như đó giờ không quen ai chứ. Gì? Không quen ai. Hồi đó giờ chưa quen ai hết. Mà quen qua lo thôi, không quen nào sâu sắc nha. Lý do sao? Không có thời gian. Ủa thời gian sao không có thời gian, làm gì mà không có thời gian? Em làm suốt là như là... Suốt cũng không có lúc nghỉ ngơi, ăn uống đi chơi chứ. Cũng có mấy mối mà hơi kén à. Em kén hay là người ta kén? Chắc là người ta kén. Người ta kén hả? Em cũng kén. Em cũng kén nữa hả? Em kén làm sao đâu, hay là đâu em nói cái mẫu người lý tưởng của em coi. Em muốn tìm người bạn gái làm sao? Chân thành. Chân thành. Chí hướng làm ăn thôi. Chí hướng làm ăn. Có nhiêu đó thôi, có tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Ngoại hình đẹp cũng được. Đẹp cũng được, ai mà đẹp mà không được trời. Em nói em kén là em kén làm sao?
ở nhà ba mẹ có đặt ra tiêu chí gì không? Không, tự em đặt luôn. Tự em đặt luôn. À, theo thí mới được. À, có đi coi bói xem tuổi xem thầy gì không? Có. Xem sao? À, thì hợp tuổi mới được. Hợp là bao nhiêu? Nhỏ hơn vài tuổi, hợp tuổi 95. 95, em sinh năm nhiêu? 95 ạ. 95 nè. Mẫu người bạn trai của em thích là mẫu người như thế nào? Em thích một bạn trai cao một xíu. Cao 1m68. 1m68, 1m7. Em cao nhiêu? Em cao thấp lắm, có 1m62. 1m62 à? Bớt vài phân được không? Có chịu mập ốm cao thấp như thế nào nữa không? Nói chung là cũng không cần mập lắm đâu chị ạ. Vừa vừa cân xứng với lại chiều cao được rồi. Dạ. Đâu đâu có hình ảnh gì chị coi thử coi. Đây chị. Chà, trời ơi, cái này khó nha. Cho ảnh một cái đặc điểm để anh nhận dạng em đi. Trong số những cô giáo này, ai là cô gái ấy? Dạ, đúng gần gần ở phía ngoài. Gần gần phía ngoài, hai bên, bên nào cũng có phía ngoài, lựa đi cưng. Là người có đeo dây chuyền ạ. Rồi, có đeo dây chuyền đó. Sáu cô đó, cô nào cũng đeo dây chuyền hết trơn đó. Tìm ảnh đi em. Cho cổ một câu đặc điểm nhận dạng để cô nhận ra em coi. Trong hình của em á, cười nhiều nhất. Cười nhiều nhất. Rồi, ráng kiếm đi cưng. Chọn ra cổ chưa? Tôi coi, tại sao chọn người đó? Thấy phúc hậu. Thấy phúc hậu. Trời ơi, một cô, hai cô, ba cô, bốn cô, năm cô, sáu cô, bảy cô, tám cô. Mà chọn trúng ngay cô này. Hay thiệt, cầm đi em, chút xíu mở ra kiểm tra kết quả nha. Chọn ra chưa? Anh này chị... Sao, tại sao em chọn anh đó? Tại vì nhìn trong đám đông này thì hầu như ai cũng lớn tuổi. Chỉ có anh đấy là nhìn tương xíu. Trời ơi, thiên linh linh, địa linh linh, ngày hôm nay thầy bói đã bón trúng rồi. Các con hãy đi gặp nhau hẹn hò và mặc áo đôi với nhau. Các con đã chọn đúng nhau rồi. Bây giờ mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim cho hai bạn đã tự xác nhận lại, cứ kiểm tra lại xem là mình đã chọn đúng người hay chưa nha quý vị nha. 1 2 3 Trời ơi, sao mà xuất sắc vậy? Thường thường ví dụ người này trúng, người kia không trúng. Mà hình thì quá trời người luôn. 8 người chỉ vô đúng ngay luôn. Bên đây cũng vậy nữa, 4 năm anh chỉ vô đúng bốc. Chào em à. Tặng quà gì kìa, quà kìa. Anh không có gì, cái này cũng đơn giản lắm. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi bây giờ tôi sẽ mời hai bạn một vừa ăn vừa nói chuyện. Sướng không? Dạ. Làm sao đó nữa lắm. Mà có bạn gái dắt về nữa mới hay. Rồi mời hai bạn thưởng thức món ăn. Đây là món bò nướng của nhà hàng Rooftop BBQ. Rất là ngon, thơm ngon quá. Nhớ vừa ăn vừa nói chuyện. Kiểm tra giới tính nha. Tôi nói trước rồi đó. Ít phút nữa tôi quay lại. Men lên. Ăn đi em. Dạ, mời anh. Như này như đó giờ mới ăn đầu tiên sao? Vậy là em ở Hóc Môn không em? Dạ em ở Hóc Môn nhưng mà em làm ở quận 12 ạ. À, quận 12 chút nào? Ờ, chỗ gần bệnh viện quận 12 luôn anh ạ. À, đường TH10 vậy không? TH21. TH21. Là em biết khúc đó à? Anh đi hoài à, đi ngang sửa, anh đi ngang đường ở hoài à. Hôm nay anh nói anh làm gì mà em chưa nghe rõ. À, anh đi sửa máy lặt vặt đó mà. Sửa máy gì? Anh đi bán máy này kia được đó. Máy tính hay là... Máy photo. Máy photo. Nhà anh có mấy anh chị em à? Không, anh à. Có một mình anh. Anh đứa em gái. Anh gái. Em vô đây à, vô với gia đình hả? Em vô cùng ba mẹ em, cùng ba mẹ em á. À, vô định cư ở đây luôn. Dạ. Lâu lâu có về quê chơi thôi. Ừ. Vô cô test cái vụ giới tính của bạn nam mình mới được. Bữa bò ngon không? Dạ ngon chị. Ăn đi, ăn đi. Ăn cho bồi dưỡng sức khỏe đi, cô giáo cũng được. Sao thấy sinh năm 95 là xuất sắc không? Dạ. Mọi người xuất sắc không? Dạ. Được xuất sắc. Không nhận nó xuất sắc lắm. Dạ em làm sao để em chứng minh được em là men? Em nói cho cô gái này những cái điểm nào của em chứng minh em tôi là men. Đâu biết chứng minh gì đâu chị. Vậy sao em biết em men? Nhưng mà chắc chắn có gì em, có gì em chịu trách nhiệm. Trời đất ơi, chứ không lẽ tôi chịu trách nhiệm? Tại vì cách em cho thiệp em nói vậy thôi. À. Chứ bình thường là em trưởng á, gia trưởng. Gia trưởng. Gia trưởng với men đâu có liên quan gì nhau đâu ông. Gia trưởng là cái suy nghĩ, còn men hay không là cái tâm sinh lý của con người. Men sinh lý ổn định không? Ổn định. Thích trai hay thích gái? Thích gái. Giờ em quan điểm về tình yêu là như thế nào? Hôn nhân gia đình là như thế nào? Thích nhất người giúp đỡ trong công việc. Rồi biết nội trợ cho gia đình.
ai nội trợ trong gia đình? Phụ nữ. Rồi em có phụ nội trợ trong gia đình không? Được, em làm được. À, em làm được. Mấy đó em làm được. Sau này kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Nếu lấy nhau về á, ai là... Hả? Vợ. Vợ. Hỏi thêm vài câu ép thử coi được không thôi, giúp phải giúp chị em phụ nữ chứ. Mời em bóc một câu hỏi để mình trắc nghiệm chơi cho vui. Đọc lớn lên cưng. Bạn hãy yêu cầu đối phương tự kể ra một việc mà mình cảm thấy xấu hổ nhất. Một việc gì mà em cảm thấy xấu hổ nhất em đã từng gặp hoặc em đã từng làm? Em là xấu hổ nhất là như mình làm gì mà không đã yêu cầu á. Thì em kể một câu chuyện cụ thể mà em đã xấu hổ nhất. Anh làm gì mà em xấu hổ? Xấu hổ là đi quên đem tiền, trả tiền cho người ta. Em bị đó hoài à. Bị hoài luôn hả? Đi ít đem tiền. Trời ơi, gì kỳ vậy? Đi chơi bạn gái nhớ đem tiền nha. Đi chơi bạn gái anh trả không ạ? Cái gì? Em trả không ạ? Nhưng mà đi chơi bạn gái nhớ đem tiền nha. Dạ. Đọc lớn lên coi. Bạn hãy yêu cầu một bạn hát một ca khúc bất kỳ bất. Bây giờ tôi đọc lại nè. Em hãy yêu cầu bạn nữ hát một bài hát bất kỳ bắt đầu bằng chữ âm. Rồi ạ, em đó. Hơi khó nghĩ cho em được không ạ? Hoặc là bắt đầu bằng chữ em, hai người nào hát? Cô giáo kỳ vậy, cô giáo nhiều bài hát lắm mà. Chữ em thì... Rồi chữ em. Hát này em nhỏ nha chị nha. Rồi. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của ba, em đến trường học bao điều là mỗi biết cười là những nụ hoa. Hay, dễ thương không? Dễ thương. Rồi, thôi giờ thì chị Tường sẽ cho các bạn một cơ hội nữa cho bạn Nam có thể chứng minh được tình cảm của mình. Mình hãy thể hiện bản thân của mình. Hiện tại giờ phút này khi gặp gỡ bạn nữ, em cảm giác trong người mình như thế nào? Em nhận xét về bạn nữ ra sao? Mời em. Nói thật lòng nha, có sao nói vậy? Dạ. Yeah. Lúc mà anh coi chương trình thì trông như những gì mà anh nghĩ thôi. Em thì chắc phù hợp với anh. Yeah. Cảm nghĩ gì thôi. Bạn nữ chia sẻ đi em, anh cảm nhận như thế nào trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay? Em nghĩ anh hình như là hơi nhút nhát một phần. Hơi kiệm lời nói. Tại vì em thì lại thích một bạn trai mà mạnh dạn một xíu. Chung là phải nói nhiều. Rút kinh nghiệm, nói nhiều lên một chút xíu. Tại vì thời gian gặp nhau ít phút quá mà mình không nói thì lấy gì người ta hiểu mình. Không chị, tại vì em buôn bán em cũng nói nhiều lắm. Tại vì cái hình thức này đó giờ em rất là ngại. Đó, em ngại nhưng bây giờ tính như ngại, giờ này mới chưa có mối tình nào. Chị Tường đã tạo điều kiện gợ, mình phải nói nhiều, mình phải thể hiện, bạn gái người ta mới hiểu. Người ta mới dám bấm nút hẹn hò với mình. Mình im không, ta đâu biết mình sao đâu mà người ta dám bấm nút. Đúng không? Dạ. Yeah. Thôi, thì bây giờ đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cơ hội là chương trình tạo cho hai bạn để là một cái cầu nối cho hai bạn. Còn cái duyên là duyên của hai người. Có hợp với nhau hay không, có cảm nhận được nhau hay không, có bấm nút hẹn hò với nhau là quyết định của hai bạn nha. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định chọn người đó làm bạn trai hoặc bạn gái của mình để tìm hiểu, yêu đương, tiến xa hơn. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, chúng ta không bấm. À, đó là cái quyền của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Tại sao em gái không bấm? Tại vì nói chung là em chưa có một rung động thật sự chị ạ. Thật sự có thể đây là một chàng trai rất là tốt đó, nhưng mà bạn ấy khá rụt rè và bạn ấy không thể hiện giống như chị vừa chia sẻ với em lúc nãy. Yeah. Một chút tiếc nuối, tại vì chị thấy hai bạn đầu tiên nè mặc đồ hợp nhau ha, chọn hình lại chọn trúng nhau luôn, làm chị tưởng nó có một cái duyên gì đó rồi. Nhưng mà có thể là hôm nay mình còn thiếu một cái chút sự rung động nữa. Thôi nhưng không sao cả, mời hai bạn. Đó là cái quyền quyết định của những người tham gia chương trình. Và các Tường cũng như là ekip cũng phải luôn luôn tôn trọng cái quyết định của các bạn. Bởi vì đây là hạnh phúc của các bạn mà. Mình bấm là mình trao cái duyên cho nhau. Nếu chúng ta chưa thấy đủ duyên thì chúng ta không bấm thôi. Thì Tường hy vọng là chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cố gắng tự tin lên em trai. Nhiều khi ở ngoài đời buôn bán lanh lẹ mà tự nhiên đối với cái chuyện mà trai gái thì em hơi rụt rè. Tự tin lên nha. Rồi chúc em sẽ sớm có được bằng người bạn gái ha. Thuyết phục, chinh phục sao mà phải có người yêu liền cho tôi, không có để ế lâu nha. Dạ. Yeah.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của bạn muốn hẹn hò hẹn ăn trưa. Đó là 10 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.